lỗ bộ quần áo bắt ong, vải bạt ô tô bắt được tất cả các loại ong đây các bác ơi. Và ngày hôm nay em sẽ giảm giá, thanh lý giảm giá cực sốc luôn. Các bác ở trên kênh có nhu cầu muốn tham khảo mẫu quần áo bắt ong này thì hãy ở lại xem hết video. Em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như báo giá cụ thể ở cuối video nha. Và trên tay em cầm đây là bộ quần áo bắt ong vải bạt ô tô Việt Nam. Ưu điểm của bộ vải bạt này nó sẽ là mặc nhẹ này, trèo cây dễ dàng rồi và bắt được tất cả các loại ong nguy hiểm rồi ạ. Bắt thì rất là an toàn tuyệt đối luôn cho các nhà mình rồi. Với mặt nạ của nó sẽ là mặt nạ meca dẻo trong suốt như này. Vị trí ô thở đây nó sẽ có thiết kế là lớp lưới này, lớp lưới nha các bạn nhìn nhá. Ở giữa có một ống tio để giúp các bác nhà mình có thể là lo là không lo là bị ong nó đốt vào nha. Và với cái ô thoáng này trang bị cho các bác là 3 ô thoáng ở trên đầu, 2 ô thoáng ở sau lưng như này. Ô thoáng của nó đây các bác có thể nhìn thấy giúp em. Ô thoáng này nó là kết hợp là hai lớp lưới, ở giữa có một ống tio rồi ạ. Tạo độ phòng nha. Tạo độ phòng cho cái ô thoáng này là không bị con ong có thể đốt được. Đấy, và tất cả những cái ô thoáng này bên nhà em có hỗ trợ để cho các bác có thể độ được quạt luôn. Với chất liệu bằng vải bạt ô tô như này thì các bác trèo cây thì rất là dễ rồi. Ở phía trước nhá, nó sẽ có thiết kế là bên ngoài là một lớp nhám này, bên trong sẽ có một lớp khóa như này. Và các bác lưu ý giúp em, khi các bác đi bắt ong thì các bác hãy kéo kín khóa lên và đóng lớp nhám này vào nha, thì đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bác nhà mình rồi ạ. Ong tây này, ong ta, ong tàu này, ong bò vệ, ong đất các bác đều có thể là bắt được luôn luôn em. Và ở thiết kế ở bên trong đây nó sẽ có thiết kế là cái lớp lưới này, túi lưới này. Túi lưới này nhá, giúp các bác nhà mình là khi các bác đi nha, các bác muốn độ quạt để đây sẽ là để vị trí để pin này. Hai bên ô bên cạnh sẽ là cắt khoét lỗ như này để mình có thể là kết hợp là độ cái quạt vào để chạy nhá. Thì là mình có thể bắt đi bắt được cả ngày luôn. Đấy. Và ở phía trước bụng đây nó sẽ có thiết kế mẫu cải tiến của năm 2024. Nó sẽ có thiết kế là một cái túi rất là rộng như này để dao kéo này, kim này, bật lửa đây để có thể để được. Và nó đã có thiết kế mới cho các bác là có lớp nhám như này để mình dính vào đây. Đấy, không lo bị rơi đổ các bác nhà mình rồi ạ. Và với bộ vải bạt ô tô như này thì là ủng và găng tay đã được may liền, đầu liền luôn rồi. Găng tay sẽ là găng tay cao su dày dặn hai lớp, bên trong có lót một lớp vải giúp em ạ. Ủng thì sẽ là ủng ngắn như này. Ủng ngắn như này, mình trèo cây dễ dàng này. Và hiện tại bên nhà em đang có đủ size cho các bác, từ 1m50 cho đến 1m8 nha. Đấy, đủ size luôn. Và các bác nhà mình nhá, có muốn là may theo yêu cầu thì có thể liên hệ em nha. Bên nhà em có hỗ trợ là may theo yêu cầu, dụ may rời này, may khung phụ kiện này. Đấy, khung liền ủng liền ngang tay, hoặc là các bác có thể là hơi nặng một chút này và cũng là hơi thấp một chút, bên nhà em đều có hỗ trợ các bác nhà may riêng luôn. Và khi các bác đặt may riêng thì bác vui lòng cọc giúp em 50-100 nha, gọi là tiền cước phí vận chuyển. Và tại vì sao em lại bảo thế? Tại vì là bên nhà em có gặp rất nhiều trường hợp là khi mà đặt may theo yêu cầu nhá, các bác nhà mình đến nơi các bác nhà mình không nhận hàng. Và những cái bộ đấy thì thật ra là nhận theo may theo yêu cầu rồi nên là nó rất là khó bán, nó không phải là những cái mẫu phổ thông như em may sẵn như này. Và với cái bộ quần áo bắt đong vải bạt ô tô như này, giá của nó sẽ chỉ là 350k thôi, bao ship, nhận hàng được kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho em. Các bác ở trên kênh có nhu cầu muốn tham khảo thì hãy liên hệ em nha. Số điện thoại em luôn để trên góc phải màn hình. Và bên nhà em cũng có hỗ trợ là có những cái bộ quạt để các bác có thể độ vào, các bác cũng có thể là kết nối với em luôn nha. Còn nội dung video ngày hôm nay thì em cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi này. Và các bác hãy yêu quý em cho em xin một lượt like này, chia sẻ nhé, chia sẻ bài viết này ngay giúp em nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.